Chào anh chị, nay em lên cho anh chị mình vài cái cây rồng xanh anh chị. Hôm nay còn ít cây rồng xanh ha, quay lên cho anh chị mình tham khảo. Thì em sẽ chạy cái mặt mông trên, em để cái mặt mông lên ảnh thumbnail anh chị, là cái thằng rồng xanh luôn ha, để cho anh chị mình chơi mình biết cái giống này nó tên gì ha, để mình dễ chơi, dễ giữ giống, dễ khách khứa tới nhà mình dễ biết, mình chia sẻ. Rồi rồng xanh bữa nay cây đẹp nha, cây này em còn ít cây, 50.000 một cây. Anh em đặt hàng thì liên hệ giúp em ha, em còn có vài cây thôi cho nên quay cho nó hết luôn. Cái này em bón cái thằng Rina nè chị, em thấy nó cũng mướt cây ha, anh em có thể tham khảo rồi mình bón. Cái cây nó đang phát triển rễ mạnh nên anh chị bón vô nó hút mạnh lắm. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video nha cả nhà. Thì em còn vài cây đồng xanh chia sẻ với chị em mình là giá 50.000, anh chị nên đặt hàng thì liên hệ giúp em 0392312398 nha. Clip sau em sẽ lên cây vũ nữ nha, vũ nữ ha.